Xin chào, tất cả quý anh em nha. Hôm nay mình có cặp ốc cho máy số 10 nha, nha. Đó. Này thì cũng chả phải là đẹp gì đâu anh em. Nói chung là nó còn ok thôi. Màu đẹp ha. Một cặp duy nhất nha. Anh em nào cần thì liên hệ với đạt. Đúng đồ đêm thái nha, chứ không phải là đồ super nha. Thì nói chung là cái loại này thì nhiều anh em chúng ta cũng không cần. Nhiều anh em vì do cái cốt của anh em nhiều cái xe nó bị cong cốt rồi anh em. Với lại nó bị uh, Tôn răng của góc này luôn. Con này thì nó rất là dễ bị tôn răng tại vì nhiều anh em chúng ta vặn lâu năm á, là dính cái con ốc này ở trong máy luôn thì mà bạn em vặn ra phát là tuôn răng luôn thì em nào cần thì liên hệ với đạt một cặp nhau lấy lục trong kho ra có đang lên cho anh em chơi mà